Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi các bạn. Là một ngày rất là nắng đẹp và một ngày phải nói là đồng ấm lắm. Trước tiên hết thì em mời quý vị khán giả một một miếng cà phê nha. Em xin mời. Ai có cà phê cùng uống với em nha. Em xin mời nha. Đã quá. Đã quá, đã quá, đã quá. Thì trở lại cái câu chuyện mà chúng ta đã từng tò mò và thắc mắc về cái câu chuyện của chị danh hài Thúy Nga, cái chuyện tranh chấp nhà cửa của danh hài Thúy Nga đó các bạn. Thì tất cả hình như là có nhiều điều mà khán giả đang thắc mắc, cũng như không những thắc mắc mà người ta nhìn ra được, không phải người ta nhìn ra được mà người ta hiểu theo cái lối nhìn của người ta hiểu và người ta tưởng rằng là trong cái câu chuyện mà tranh chấp nhà cửa của chị Thúy Nga đó, có một người tên là mình tạm gọi là cô Tuyết đi ha, có một người tên là cô Tuyết. Thì theo lời của anh Minh này nói với chị Thúy Nga là cô Tuyết này đi về Việt Nam bán đất gì đó rồi gửi tiền cho anh ta. Cái đợt đầu tiên chuyển là 600 ngàn để mà mua nhà, là cứ là chuyển chuyển 600 ngàn trước khi mua cái căn nhà của chị Thúy Nga mua đó, trước khi đó thì là chuyển cho anh Minh là 600 ngàn và sau đó chuyển thêm 900 ngàn nữa, thì tổng cộng là 1,5 triệu. Thì các bạn thấy trong cái này đó có nhiều người, người ta lúc đầu người ta không có tìm hiểu thêm và cứ nghĩ rằng là cô Tuyết này là chung với lại anh Minh này. Thì thực sự là em đã nói cái clip trước rồi rằng là cô Tuyết này đó là cũng là bị anh Minh này lùa gà để mà đầu tư vào cái nhà bên đây. Thì cho nên cô ta đã tin tưởng anh Minh, cho nên đã bán đất và đã gửi cho anh ta 600 ngàn đầu tiên, và 600 ngàn đó là để mua cái nhà của chị Thúy Nga, là mua cái đó đó là trước khi chị Thúy Nga vào mà mua lại nha các bạn. Thì sau khi mà chị Thúy Nga đi tìm nhà thì chị Thúy Nga đã thấy thấy anh Minh đưa cái địa chỉ đó cho anh Minh này xem. Thì anh Minh này nói ôi nhà này là có một người quen, có một người chị đã mua, thì nó rất là trùng hợp ở chỗ đó thôi. Thì anh Minh mới nói là cái người này người chị mua rồi, thì người chị này mới mua hai căn nhà, thì bây giờ thôi để kia chỉ nhường căn này lại cho chị Thúy Nga, thì với cái điều kiện là phải trả cho hai người này, cái chị này là 50 ngàn, để mà có như cái tiền tại tại khi mà mình mua cái điểm thời điểm đó mình mua, ví dụ cái thời điểm tháng 11 mình mua nhà đi, thì lúc đó đó cái nhà nó là 1 triệu đi, tự nhiên tới tháng 3 mình muốn mua cái này nữa thì nó lên tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thì chắc chắn là mình muốn mua lời cái này thì mình phải lấy cái tiền lời, mình trả cái tiền lời cho cái người mà đang làm chủ cái đó nha các bạn. Thì 600 ngàn cổ cũng đã chuyển cho anh Minh này, và đặc biệt cái là trong tên nhà không có tên của cô Tuyết này đó. Thì mọi người nghĩ rằng là cô Tuyết này là giận cảnh lên để mà lừa lừa cùng cùng phe với lại ông Minh Minh dơ bẩn này, đúng không? Nhưng mà thực sự ra cô Tuyết là một người nạn nhân đó các bạn. Bây giờ phải nói là tội lắm, mất trắng luôn 600 ngàn đó. Thì theo những cái thông tin mà em tìm hiểu được ấy, là cô Tuyết này đã đưa 600 ngàn mà anh Minh này đó là chỉ có deposit là 40 ngàn thôi các bạn. Cái thông tin là em điều tra, em tìm hiểu là như vậy đó các bạn. Thì các bạn cũng biết đó, cái khu Bosa này nó rất là nhỏ, phải không? Mình muốn tìm hiểu về cái vấn đề gì đó thì nó rất là đơn giản lắm, không có gì khó cả. Mình trừ khi mình không có làm thôi, mà mình làm rồi đó thì chắc chắn sẽ có người biết. À, đúng không? Thì cho nên trong cái 600 ngàn này đó là anh Minh này hốt chọn 560 ngàn, còn 40 ngàn đó là đi deposit. Nhưng mà trong tên nhà vẫn không có tên của cô Tuyết, chỉ có tên của anh Minh thôi. Thì sau khi mà chị Thúy Nga nhường chịu nhường nhà 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 chị Thúy Nga, rồi chị Thúy Nga mới đi mượn cái lon nóng, lon nóng là ông Minh này kêu là mượn lon nóng và phải cùng có đứng tên chung với lại anh Minh này chuẩn bị mượn lon nóng mới được. Thì bây giờ nói chung là cái nhà đó là xong hết rồi, và sau khi mà xong hết rồi đó, trả nhà lại hết đó, thì anh Minh này cũng cho người vào sơn cái nhà,
cái người ở đó các bạn sơn cái nhà thành cái màu trắng, người ta màu đẹp mà màu đỏ đỏ, gạch đỏ đẹp thấy bà luôn, bây giờ đi sơn thành cái màu trắng đó, các bạn thấy chưa? Thì cũng cắt cái dây điện được trong đó. Và trong khi mà sự tìm hiểu của em á, thì cũng có rất là nhiều người đã bị trong cái hoàn cảnh này. À, bị trong hoàn cảnh này thì em chỉ kể sơ sơ thôi, đó là anh này cũng vào cái trong cắt điện này nọ, thậm chí đưa cái chìa khóa rồi mà còn vô. Có một kỳ bị cảnh sát hỏi thăm nữa nha các bạn. Thì em chỉ nói nho nhỏ vậy thôi cho các bạn biết là đủ rồi. Thì vô tình là em thấy được một cái đoạn clip mà anh Minh này đã lên trên YouTube. Đây là em cho các bạn coi cái hình. Đây là ổng gọi là tên là cái gì đó. Ủa mà sao đi mua nhà mà dùng bằng passport Việt Nam, mà tại sao dưới đây là dùng tên Mỹ ta? Cái này nó hơi là lạ phải không các bạn? Đây nè các bạn, đây là cái hình này, đó là lên trên mạng kêu gọi đầu tư bất động sản nha các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận cái tên Minh này nha các bạn. Đó, các bạn thân nhìn cái hình này đây, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Hãy cẩn thận. Thì khi mà mình làm ăn với cái người này thì hãy nên cẩn thận nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì những người trước đã bị lừa gạt qua rồi. Còn cái vụ nhà của các bạn có xem cái mà trước khi hết em nói cái này đi, cái trong cái phần này đây đó là anh ta đã dụ người ta nói về kêu gọi người ta để mà đầu tư bất động sản tại Mỹ. Thấy không? Nhưng mà khi mà các bạn làm ăn bất cứ ai, kể cả anh Minh này nữa, thì các bạn hãy cẩn thận. Cẩn thận cái thứ nhất là tiền, khi mà anh kêu mình chuyển vào cái tài khoản tư hay là tài khoản cá nhân gì đó, đừng bao giờ chuyển nha các bạn. Đừng bao giờ chuyển, không bao giờ chuyển được. Và khi mà mình mua nhà, mua cửa hay cái gì đây đó, mình đầu tư đó, mình nhớ vào trong cái tài khoản của escrow. Escrow là một cái công ty đại diện giữa người mua và người bán. Giống như là họ giữ tiền cho mình là trên giấy tờ hợp pháp đàng hoàng. Có chuyện gì đó thì escrow sẽ chịu trách nhiệm. Còn các bạn hãy lấy cái kinh nghiệm của cô Tuyết này ra để mà ấy nha. Rất là nhiều người đã bị lừa qua cái vụ này rồi. Mấy năm trước bạn em cũng bị một lừa một cái căn nhà cũng vụ mà không, cũng đưa cái tiền chuyển tiền á, đưa tiền tươi đó mà không có chịu vô escrow đó, cũng bị mất luôn các bạn. Cái vụ này mất nhà này ở Mỹ này nó bị nhiều lắm. Cho nên khi mà ai làm ăn bất cứ mua nhà hay gì với anh Minh này hay là bất cứ ai, nhớ chuyển tiền vào trong escrow chứ đừng có đưa trực tiếp qua anh này, hoặc là vào chuyển cho cái tài khoản của anh này gì đó, thì các bạn hãy cẩn thận cái điều đó nha. Thì trên đây tại sao mà dùng tên Mỹ ta? À, dùng tên Mỹ mà lại đi mua nhà là dưới cái passport Việt Nam. Các bạn thấy chưa? Có cái vấn đề rồi chứ gì? Bạn thấy rồi chứ gì? Thì khi mà ai đầu tư với anh này thì hãy cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận nha các bạn. Khéo tình trạng bị cái cảnh mà lùa gà. Đó, bây giờ mình trở lại cái chuyện mà cô Tuyết nè. Thì 600 ngàn đó là cô Tuyết chuyển vào trong tài khoản của anh Minh, chứ không phải chuyển vào trong escrow. Nếu như chuyển vào trong escrow thì là xong xong việc hết rồi các bạn, là như 600 ngàn nó không mất. Mà bây giờ cô đã mất 600 ngàn. Đại khái chắc cũng là số tiền phải nói là rất là lớn. Thì các bạn nghĩ xem, mình bị mất 600 ngàn đâu phải là cái chuyện nhỏ đâu các bạn. Nhưng anh Minh này lại sống trên cái xương máu của đồng tiền của người khác. Thì các bạn nghĩ sao? Cái người này có đáng làm ăn hay không? Không phải, không đáng phải không? Thì có nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Anh Minh này, ảnh phải nói là ảnh lùa gà, nhưng mà vừa vừa cái lòng tin của người khác thấy anh này, tưởng anh này là thứ thiệt giỏi, nhưng mà thực sự là lấy cái tiền đầu tư của người khác để vào cái túi mình lừa gạt không à các bạn. Các bạn hãy cẩn thận nha. Cho nên các bạn hãy cẩn thận cái người này khi mà làm ăn nha các bạn. Trong đây á có mấy người đã bị gạt trong khu này rồi, em biết hết rồi, nhưng mà chưa có tiền để mà nói tên hết coi các bạn. Những người này cũng là, nói chung cũng là một nhà, những người doanh nhân ở đây nữa, nhưng mà tại vì họ, tại sao họ bị gạt? Không phải là họ ngu, là họ giàu mà không phải họ ngu, mà tại vì họ có lòng tin đối với cái anh Minh này. Thì anh Minh này ở nhà gì, đi lúc trước á đi mướn nhà 8 triệu đô hai căn sát bên với nhau, mướn cái thuê hết mười mấy ngàn, mấy ngàn một tháng để mà ở, rồi mời khác lên này nọ để mà câu câu cá lùa gà đó các bạn. Thì
Cho nên các bạn cũng thấy đó, giờ thờ tượng Phật đồ nữa, tượng Phật đồ tùm lum hết. Cho nên người ta thấy cái này, người ta thấy uy tín, người ta mới tin tưởng, chứ không phải là người ta ngu đâu. Cho nên các bạn, khi mà các bạn đầu tư ở Mỹ, đầu tư bất động sản, cái này đó đầu tư bất động sản đó, tức là dụ vào cái hoàn cảnh mà EB-5 ha. Khi mà mình qua Mỹ, nó có hai cái loại dạng đầu tư, nó có hai loại để mà đi. Một đó là mình đi EB-2, hai là mình đi EB-5. Thì các bạn muốn đi EB-2 hoặc là EB-5, cứ liên lạc em đi, em cũng có bạn luật sư để mà lo về những cái vấn đề này nữa. Mà luật sư đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là lùa gà giống như anh này. Luật sư có bằng cấp ở Mỹ đàng hoàng và làm ăn có giấy tờ đàng hoàng, và đâu do đó đàng hoàng, vô escrow đàng hoàng, chứ không phải là kêu ô chuyển cho nhà băng cho tôi đi, chuyển qua tiền mặt cho, chuyển qua cho tôi tiền mặt, hay chuyển qua tài sản tài khoản cá nhân cho tôi. Còn các bạn muốn mua nhà ở Mỹ cũng được, em cũng có bạn buôn bán nhà ở Mỹ với cái bằng, với cái kinh nghiệm mà mua bán nhà của bạn em á, là đã mười mấy hai chục năm rồi, kinh nghiệm ở đây rồi, có bằng đàng hoàng nha, chứ không phải là đứng mà lùa gà hay là dụ dỗ người ta đâu các bạn. Có bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải là mình dùng passport Việt Nam mà mình đi mua nhà mua cửa đâu các bạn. Còn anh này đó, thằng ấy thấy cái hình này nè, để cái tên Mỹ mà để gì tổng giám đốc gì nữa đó, để tên Mỹ đàng hoàng, nhưng mà trong cái đi mua nhà là cái passport Việt Nam. Không lẽ passport Việt Nam có tên Mỹ chứ không sao, đâu có thể nào, phải không? Các bạn nghĩ xem cái chiêu lùa gà này nó kinh khủng lắm. Và có nhiều người á đã dớt về cái tay anh này á, là tại vì quá tin tưởng anh này đi, cho nên mới bị thất bại. Và các bạn nghĩ xem, cái 600 ngàn đã mất rồi, mất chọn không có tên trong nhà rồi, như vậy thì còn 900 ngàn thì sao? Cái căn nhà 900 ngàn này mới hấp dẫn này các bạn, nhưng mà chưa có tiết lộ cho các bạn được. Từ từ đi, các bạn sẽ biết cái căn nhà 900 ngàn này, cô Tuyết này mất bao nhiêu tiền trong đây. Và có những cái câu chuyện rất là thú vị trong cái câu chuyện 900 ngàn này nữa các bạn. Cho nên các bạn khi mà làm ăn với cái người mà minh dơ bẩn này thì các bạn phải cẩn thận nha. Nhớ vào escrow đàng hoàng, đừng bao giờ chuyển tiền cho anh ta cả. Nhưng mà tốt hết là hãy nên tránh xa anh này đi. Tại vì khi mà người ta đã ở đây, đã anh Minh này, khu này đã mang cái tiếng xấu rồi. Tại sao mà những người đó không chịu lên tiếng? Tại vì họ như thế nào? Tại sao họ không lên tiếng? Các bạn chờ xem đi. Nó có nhiều câu chuyện hay lắm. Anh Minh này đã từng bị cảnh sát lập biên bản rồi nha các bạn. Cho nên các bạn phải cẩn thận nha. Em nói như vậy thôi, khi mà anh Minh kêu em xem cái này, anh Minh biết là vụ gì rồi chứ gì. Rồi có nhiều chuyện lắm các bạn. Anh Minh này nói chung là thứ dữ, lùa gà thứ dữ luôn. Nói chung là lừa gạt nè, câu cá, bắt con tép, thả con tép bắt con tôm á các bạn, biết không? Cho nên làm ăn với anh Minh này cẩn thận. Thì nhắc tới cái chuyện mà này đó, là nhắc cái tiền chuyện nhà đó, thì hôm nay em có một cái buổi tiệc ở cái khu nhà phải nói là triệu đô, em chưa bao giờ tới hết. Thì tí nữa đây em sẽ mời các bạn đi xem cái khu nhà triệu đô với em, để mình xem coi nhà triệu đô này như thế nào. Lúc trước em cũng có review rất là nhiều nhà triệu đô, nhưng mà cái khu này em chưa bao giờ lên hết. Chắc là đẹp lắm. Thì có gì tí nữa em sẽ mời dẫn các bạn đi theo để mà xem. Thì trở lại cái chuyện của chị Thúy Nga, có một cái bài mà có một cái tin này không biết có thật hay không, có chính xác hay không, nhưng mà em đọc cho các bạn nghe. Hình như là anh Gia này anh kêu gọi thông báo, kêu gọi biểu tình, nhưng mà hình như là anh không có đăng trên cái Facebook của anh, anh chỉ là nhắn tin cá nhân thôi. Để em coi cái Facebook cá nhân của ổng có đăng hay không, hay là ấy không có. Hình như là chỉ là đăng những cái tin nhắn, tức là mình nhắn tin với nhau thôi các bạn, chứ không có trên Facebook kêu gọi. Không có thấy trên Facebook đăng kêu gọi, chỉ là những cái tin nhắn thôi, là kêu gọi biểu tình. Là chúng tôi, những nạn nhân của nghệ sĩ bẩn, bao gồm nhóm hài, Điền Quân không chuyên vu khống đánh phá người Việt hải ngoại. Anh này kêu gọi cái ngày biểu tình là sáng 11 tây thứ bảy ngày 2 tháng 4 tại cơ sở Trá Hình The Face.
2 tháng 4. Ồ, như là tuần sau, để coi coi anh này có ai tới biểu tình hay không. Thì cái tin này là em nhận được. Cái này chắc là chỉ là cái tin nhắn thôi chứ không phải là anh đăng lên trên Facebook hay là anh công khai kêu gọi. Cái này chỉ là chứ giờ mình nhắn từng từng nhóm, từng người vậy thôi. Chắc là trong nhóm gì có ổng đây đó, cái đó là không biết. Sau đó là trung tâm Thúy Nga, tức là kêu gọi bởi chỗ đề phết xong qua trung tâm Thúy Nga. Để coi coi ảnh có đâu bao nhiêu người để làm những cái chuyện này. Thì các bạn cũng biết rồi đó, ở Mỹ thì là xứ sở tự do, mình có thể có quyền kêu gọi cái này cái nọ, nhưng mà miễn sao mình đừng có hăm dọa người khác, mình đừng có đánh người khác, mình đừng có đe dọa người khác, mình đừng có làm những chuyện gì mà hại tới người khác thì ok. Còn mình kêu gọi biểu tình thì ở đây biểu tình rất là nhiều, chẳng hạn như biểu tình phản đối recall ông này, recall người nọ, recall người khác, tức là biểu tình kiểu như kêu người ta phải bỏ hủy đi cái quyền, cái chức quyền đó các bạn. Thì ở đây là tự do cho nên có quyền kêu biểu tình, thì cái đó em không có nói, em không có nói gì hết. Cái đó là họ có quyền tự do họ kêu gọi, nhưng mà đừng có đánh người khác, đừng có hăm dọa. Như anh Minh này, anh đã từng hăm dọa, hình như chị Thúy Nga cũng có để cái tên trên, cái tên của anh trên cái Facebook kiểu kìa. Rồi chị làm chị chia sẻ về cái câu chuyện này, anh coi đúng không, em vào Facebook coi, em xem thử coi, hình như em có thấy cái đó. Ok, à đây nè. Đó, thì cái bài này được đăng vào ngày 10 14 tháng 3 rồi. Cũng cũ rồi. Thì những ngày vừa qua tranh thủ những giây phút rảnh rỗi, trước đây Thúy Nga có lời hứa là sẽ không đưa tất cả mọi thông tin về câu chuyện mua nhà. Câu chuyện mua nhà vì tôn trọng lời hứa với bạn Tường Minh đã cùng đứng chung tên nhà là không tiết lộ câu chuyện ra bên ngoài. Tức là anh Tường Minh này đã kêu chị Thúy Nga, đã hứa như vậy, chắc là ông này ông đã khi mà ông gạt người ta xong rồi đó, ông kêu những người khác phải cam kết hứa là đừng bao giờ tiết lộ câu chuyện này ra, nếu không là anh sẽ phá đó. Thì cái đó là cái phần đó, cái khi mà mình kêu bắt người ta hứa mà mình nói khi mình tiết lộ ra, người ta kêu nói mà sẽ phá này phá nọ, cái đó là cái phần đó để đe dọa, là hăm dọa đó các bạn. Thì ai mà bị anh Minh này hăm dọa thì các bạn có thể báo cho cảnh sát được hết. Khi mà mình report được nhiều quá đó thì khi mà mình report những cái cảnh sát mà nhận được nhiều report xấu về những cái người anh Minh này, cái anh Tường Minh này nhiều quá đó, thì chắc chắn thì các anh Minh này khi mà cảnh sát làm việc bắt hết những, khi mà ra tòa hay gì đó bắt hết những cái tội gì của ảnh đó, thì chắc chắn ảnh sẽ bị đuổi về Việt Nam thôi các bạn. Dù cho dù ảnh có thẻ xanh đi nữa vẫn bị đuổi về Việt Nam như thường nha các bạn. Khi mà ai mà có thẻ xanh, ô ai mà qua Mỹ sau năm 95 đó mà có thẻ xanh rồi đó, là có cái mình vô Trung Quốc tịch rồi đó, mình vẫn bị đuổi như thường. Em có một người bạn qua trước sau năm 95 thì đã có quốc vô có thẻ xanh, có quốc tịch luôn rồi, nhưng vẫn bị đuổi về như thường nha các bạn. Tại vì họ chỉ tính theo cái mà cái vi phạm tội của mình đó, trước trong lúc mà mình có cái thời điểm mình có cái thẻ xanh đó các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận nha, và ai đã là nạn nhân của anh Minh này thì cứ lên tiếng đi, đừng có sợ gì hết. Mình làm như vậy đó là mình để cho những ngăn người, những cái người mà sau này đừng có bị hãm hại, đừng có bị gạt nữa nha các bạn. Đó là cái vụ đó, là các bạn cứ lấy cái câu chuyện. Còn những cái câu chuyện người khác còn âm thầm bị mất tiền nữa, chẳng hạn như mất thêm 500 ngàn nữa nè, nhưng mà em không có nói tên ha, em không nói tên. Còn nhiều lắm các bạn, nhiều người bị lừa gạt trong cái lương này lắm, nhưng mà không, tại vì những cái người này chưa có lộ danh tánh ra cho nên em không thể nào mà tiết lộ được. Thì khi mà anh Minh mà xem cái clip này của em á, thì biết em nói đến ai và bị lừa gạt như thế nào, em đều nắm trong tay cả. Thôi bây giờ mình nhắc tới nhà cửa ha, mình đừng có nghĩ tới nữa. Bây giờ mình sẽ đi tham quan cái khu nhà triệu triệu điều triệu đô như thế nào. Thì bây giờ em mời các bạn đi xem nha, sẵn tại vì bạn em mời em đi lên ăn tiệc sẵn đó, em đi quay luôn. Bây giờ mình cùng nhau đi nhé. Lâu lắm rồi em chưa có review mấy cái nhà mà triệu đô, thì hôm nay sẵn tiện tay đó em dẫn các bạn đi xem cái nhà triệu đô luôn nha, coi nó như thế nào. Thì hôm nay bạn em mời em lên để mà quay cái review, nói chung là vừa kia lên quay review cái nhà của nó để cho người ta biết tới khắp nơi biết tới cái nhà của nó đẹp như thế nào. Cho nên sẵn tiện tay đó em đi em review cho các bạn xem nhà triệu đô luôn. Thì bây giờ là cái khu này đó là cái khu em sắp tới đây đó, là cái khu là nó gọi là bên khu North Thurston nha các bạn.
hoặc là như cái cũ của nó là gọi là thành phố Santa Ana, nhưng mà bây giờ hình như là đổi qua là North Houston hay sao đó. Thì nói chung là cũng gần Orange Hill. Thì cái đường Orange Hill là đường Chapman đi hoài là tới đó các bạn. Thì bây giờ em cũng sẽ dẫn các bạn đi lên tham quan khu nhà, phải nói là căn nhà triệu đô như thế nào nhé. Em cái này cũng lần đầu tiên tới, hôm nay nó bạn em nó mời lên chơi để coi tới như thế nào. Bây giờ em dẫn sẵn đi đó, sẵn em dẫn các bạn đi chơi luôn nha. Bây giờ hiện tại thì mình đang ở trên cái đường Chapman rồi các bạn. Thì cái khu nha, cái khu này nó cũng gần khu thương xá Phước Lộc Thọ lắm, chừng 15 phút lái xe thôi à. Thì cũng gần lắm. Nay tiện tay lên đây sẵn quay nhà review nhà triệu đô. Lúc trước em có review cho các bạn nhà triệu đô một lần hai lần rồi em không nhớ. Cũng lâu lâu thỉnh thoảng quay đổi không khí bầu trời đi chơi không các bạn. Thì đây tới rồi, để em quay ở trước cho các bạn xem cái cảnh này trước như thế nào nha. Đó, cái khu mà các bạn đang thấy đó là cái khu trên đường Orange, có lộn, trên đường Chapman đó các bạn. Thì cái đường này các bạn có thấy quen không? Quen lắm luôn phải không? Cái đường này thì em quay rất là nhiều lần rồi. Quay rất là nhiều lần rồi đó. Đây, các bạn thấy không? Ở trên núi đằng trước nhìn xa xa đó thì là cái Orange Hill đó các bạn. Nhìn xa xa nó là như vậy đó. Nói chung là cái khu này là khu trên đây là khu trên núi. Nói chung cái khu này là cái khu trên núi cho nên khu này nó rất là đẹp. Thấy các bạn? Thì em cũng thường hay đi ngang qua cái đường này lắm, tại cái đường này khi mình đi tới cuối đường đó các bạn thì nó sẽ tới luôn cái điểm cái công viên mà gọi là Black Star. Cái Black Star ở đây đó, có mấy cái clip trước em cũng có đã nói rồi đó. Cái Black Star ở đây nó rất là bự. Trong cái Black Star nó có một cái công viên đó đó, mình đi bộ cho tới hình như là cả mấy mai luôn, cái mình vô trong đó thì mình sẽ thấy được một cái suối. Nhưng nó không cho chạy xe nha, cái công viên này đặc biệt nó cho mình đi bộ thôi, chứ không cho mình chạy xe, không có đường để mà xe chạy vô. Cho nên những người mà hiking hay là cái này nọ đó thì họ hay đi bộ đó. Nhưng mà trong cái đó đó, chứ cái đó đó có cái bảng. Cái bảng nó để rằng khi mà mình đi đó thì mình nhớ đem theo đủ nước, là dự trù nước để mà có đi có về luôn nha bạn các bạn. Không thôi là nó sẽ thiếu nước, tại đi bộ rất là xa, mấy mai lận chứ đâu có gần đâu. Cái đường này rất là quen thuộc phải không? Mình cũng sắp sửa tới rồi đó. Sao cái đường này đi tới đây quẹo. Đó, cái nhà trên đó là cái khu mà Orange Hill đó các bạn. Chắc trong camera không biết có thấy được hay không. Sao cái đường đi này thấy quen quen quá ta. Sao thấy quen quen, không lẽ cái này lần đầu tiên em tới mà không lẽ em tới đây rồi mà không biết ha. Và các bạn thấy cái đồi núi ở đây không? Nhà trên núi rồi đó. Ở bên ta phải trên cao đó là nhà trên núi. Nhà trên núi ở đây đó, nói chung là rất là mắc, chứ không có có phải nói là rẻ tiền đâu nha. Mắc lắm, mắc kinh khủng luôn. Các bạn thấy đẹp không? Đường ở đây mình chỉ chạy được có 35, nhưng mà cũng may em chạy đúng là 35 chứ không có chạy nhanh. Wow, khu nhà ở đây cũng đẹp quá chứ. Khu nhà này thấy quen quá ta. Ủa, vô cổng hả? Để gọi thằng bạn coi. Ủa cái nhà này phải vô cổng hả? Rồi bấm mã số hả? Ok, ok, số máy chờ tí. Ok, chờ tí.
Rồi ok, mở được rồi. Ủa? Vậy ủa không có nhà hả? Vậy đâu rồi? Ủa? Vậy sao kêu tôi lên quay ông nội? Tuần sau luôn hả? Trời đất ơi, tôi tưởng đâu hôm nay. Ở mà có ai ở nhà để tôi quay không? Không có ai hả? Wow. Ủa rồi rồi. Ủa giờ cái khu này mình đi vòng vòng mình quay được không, cho người ta coi được không? À được được hả? Rồi rồi ok. Vậy tôi đi vòng vòng tôi quay nha. Vậy là chừng nào ông về? Tối luôn hả? Trời đất ơi, ông nội. Vậy chắc là xin lỗi tại tôi. Hôm nay tôi đi lộn ngày rồi, ngày thôi không sao. Sẵn chờ đẹp quay review luôn cái khu này được hả, phải không? Quay review khu này được mà phải không? Rồi. Ok, như vậy tôi chạy một vòng tôi quay nha. Ok vậy. Trời đất đèn ơi. Đi lộn. Wow. Trời đất ơi, cái khu này đẹp vậy trời. Mà sao cái khu này nhìn thấy quen quá ta. Khu này nhìn quen lắm rồi nha. Quen dữ lắm á. Trời ơi, lên núi gì đâu cao mà nó nổi muốn chạy không nổi luôn á. Ui giời ơi. Trời đất ơi, lên núi cao quá trời. Chạy vòng vòng. Ủa xe này mà có một hướng vậy thôi hả? Ôi trời ơi. Nhà gì đâu đẹp dữ vậy trời. Lần đầu tiên lên luôn á nha. Wow, khu này đẹp ghê luôn á. Sao cái khu này thấy quen quá ta. Rồi, tới rồi hả? Chưa. Khu này quen quá trời. Đẹp ghê luôn á. Trời ơi, chạy lên núi mà muốn chạy không nổi luôn á. Bây giờ đây chắc vòng này xuống lại quá, đâu biết đường đi đâu. Để coi bản đồ này có nguyên vòng không. À nó có nguyên vòng đây nè. Qua đây đóng cửa rồi. Thôi vòng đây lại. Không có ngõ ra. Trời ơi, lên đây là lạc liền đó các bạn ơi. Wow, khu này công nhận lợi hại ghê ha. Khu này nhìn thấy quen quá. Đó, bây giờ mình đi ngược lại. Hết đường đi rồi. Ở đây mà đóng cửa nữa là khỏi vô luôn. Trời đất ơi, khu này quá trời đẹp. Đẹp quá trời luôn. Rồi, cho các bạn coi vậy thôi. Wow, quá xá đẹp luôn. Đẹp quá. Bởi vì nhà trên đây triệu đô la không à, phải rồi. Quá cho đẹp ha các bạn. Wow, hình như cái khu này như có mấy căn à. Quá trời đẹp. Trời, biết khi nào mới được ở trên đây trời. Đây có mấy căn vậy thôi đó các bạn. Wow.
Đẹp quá. Đẹp quá trời luôn. Wow. Đó nhà. Thôi mà không chỉ nhà đâu, khi nào em quay đi rồi em chỉ nhà của bạn em. Nhà nó công nhận đẹp dễ sợ luôn đó nha. Quá trời đẹp luôn. Wow. Nhận quá đẹp, quá xứ đẹp. Quá xá đẹp luôn. Thôi coi như hôm nay mình không có duyên quay review trong khu này, nhỏ xíu à. Thôi không có duyên review, nhưng mà coi sơ sơ gì có cũng đủ đẹp rồi không các bạn. Mà hình như cái khu nhà này thấy quen lắm nha. Quen lắm luôn á. Không biết có phải cái khu mà cái kênh YouTube mà em có thấy quay ở đây rồi nè. À trời ơi, bây giờ mới nhớ. Thì ra, à thì ra là Minh dơ bẩn, Minh chơi bẩn ở đây. Trời đất ơi, thì ra là ở trong đây. Thì ra là ở trong đây ha. Phải không? Hình như đúng rồi. Cái cổng này đi vô nè. Vậy luôn á hả? Trời đất ơi. Hôm nay tiếc quá, đi review cái nhà triệu đô cho các bạn mà cuối cùng đi hụt. Đi hụt. Nhưng mà không sao. Thì ra là cái căn hồi nãy là cái căn em thấy quay trên YouTube là cái căn nhà của gì đó. Mình cho bẩn đó các bạn. Không biết phải không nữa. Thấy giống quá, không biết phải không. Oh. À đi rồi. Trời cái nhà ông đẹp dễ sợ lắm. Bữa khác tôi tới tôi quay. Vậy cuối tuần phải không, chứ không phải tuần này hả? À ok. Ừ. Đẹp quá trời đẹp. Mà sao cái căn này hình như tôi thấy trên YouTube có quay rồi ông ơi. À. Cái khu này nè, chứ không phải căn này. Ở cái khu này như có nhá. Cái quyển khu này thì tôi có thấy trên YouTube rồi. Còn có cái căn hồi nãy tôi đi ngang qua tôi cũng thấy quen lắm. À vậy hả? Ồ vậy hả? Thiệt luôn á hả? À thì ra ok. Bye bye. Hẹn gặp sau. Thì ra là vậy. Khu này đẹp quá các bạn, nhưng mà hôm nay không có duyên để review cho các bạn cái nhà đẹp cực kỳ đẹp luôn. Vậy thì để dịp khác em sẽ quay cho các bạn xem nha, sẽ review cho các bạn xem cái dịp khác. Nay không có dịp quay rồi. Thôi làm mừng hộp ổng thôi, cho các bạn xem được cái nhà hàng triệu đô la như thế nào. Thôi nhưng mà coi được cái cảnh giống vậy cũng được rồi phải không? À, cũng được rồi, cũng đủ rồi, muốn gì nữa. Thôi em cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình đã cái kết cuộc mình đi thăm nhà triệu đô và cái kết cuộc là cuối cùng mình bị hụt hơ hụt hả. Coi như là nguyên cái đồi đó là nhà cũng đâu, chắc cũng em thanh dự đoán chứ cũng đâu cả chục căn á các bạn, mà bự không à, lợi hại thiệt. Ước gì em được tới đó. Các bạn biết không, ở đây đó cũng gần cái nơi của anh Chí Tài. Đúng rồi, cũng gần anh Chí Tài. Thôi bây giờ mình lên thăm anh Chí Tài luôn đi nha. Bây giờ mình đi luôn. Đây mình cũng tới cái nghĩa trang của anh Chí, nghĩa trang nơi anh Chí Tài yên nghỉ rồi các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nên Chí Tài yên nghỉ đó. Sẵn gần đây luôn thì em tới đây em thăm anh Chí Tài luôn. Rồi cho quý vị khán giả thăm coi như là viếng mộ của ảnh luôn. Bây giờ mình vô thăm nha. Đó, mình đã tới rồi đó. Em tới đây em cũng quay rất là nhiều lần rồi. Hôm nay mình sẵn từ gần ở đây thì mình ghé thăm anh Chí Tài luôn nha. Các bạn xem ha, đẹp không? Hình như chị bé heo mới đi Việt Nam về thì phải.
À, mình vô đây mình thăm anh ha. Vĩ Tài. À, hình như có mộ mớ nữa nè các bạn. Cái này là cái mộ mớ người Mỹ. Đây, anh Chí Tài đây. Hai anh Chí Tài. Lâu rồi mới lên thăm lại anh Chí Tài. Vô cùng thân thiết nghệ sĩ Giêsu Nguyễn Chí Tài. Tháng 12 ngày 9, mới đây một năm mấy rồi đó các bạn. Nhanh quá ha. Hôm nay em lên thăm anh nhưng mà em chỉ là tiện tay đi đây thôi. Cho nên em ghé thăm anh luôn. Nên không có bông gì hết, anh đừng có giận nha. Ở đây như có cái mộ mớ để. Em chỉ thăm anh chút vậy thôi. Để chụp hình với anh tắm nha. Thôi em đi nhanh Chí Tài, thăm anh chút xíu vậy thôi. Bữa khác em có dịp em sẽ, nếu có đi ngang em sẽ ghé thăm anh nữa nha. Bye anh. À, bye anh Chí Tài nha. Rồi các bạn xem á, cảnh này rất là đẹp luôn, thấy không? Đẹp lắm, mát lắm. Ê, em đi nha anh Tài. Tài, ôi lộn, xin lỗi. Anh Tài Lộc, Tài Lộc. Tài Lộc. Có người mà tên Phát nữa là Phát Tài Lộc luôn đó các bạn. Đó các bạn nhớ những cái cảnh này không? Ở đây là nơi khu Thiên Chúa. Rồi, em quay tới đó rồi, xong rồi. Hôm nay coi như là một chuyến đi quay nhà review 1 triệu đô. Cuối cùng thất vọng tại vì đem đi lộn ngày. Thông cảm nha các bạn, cái trí nhớ em lúc này á nó có vấn đề. Cho nên các bạn thông cảm nha. Thôi em cũng chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Sức khỏe lúc nào cũng phải quan trọng, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái video này. Đi coi nhà triệu đô cuối cùng bị thất vọng. Thôi em cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Bye bye.